xài cái phấn nách này là nhức cái nách luôn mấy má. Oh, chú cha, chị cũng muốn được nhức cái nách thử luôn nha em. Rồi, ok, chơi cái trò nhức nách liền ngay và luôn. Trước khi mà chúng ta bị nhức nách thì chúng ta sẽ phải vệ sinh nách trước đó. Các bạn thấy, chúng ta phải vệ sinh nách trước, sau đó chúng ta sẽ phải dùng Red Pill. Rồi, ok, con sẽ sử dụng cái em Red Pill này đó, Pill da để hả tẩy nó vào chết cho em nách trước khi mình bị nhức nha. Rồi, nhỏ nó lên đó. Ui, sợ quá đó. Các bạn xoa đều như vậy nha mọi người, cho nó hở tẩy tế bào chết ở vùng nách. Sướng quá. Giống kiểu trước khi nhức nách thì chúng ta sẽ hở phê nách trước nha mọi người. Thì là thô bỉ, không có ai làm cái clip thô bỉ như mình hết. Ok, sau khi vệ sinh xong thì chúng ta sẽ lau lại lách để chuẩn bị quá trình nhức lách. Đó, lau sạch rồi nè mọi người đó. Nách rất là vệ sinh, đẹp đẽ, thơm thua. Nhớ lau cho nó khô lại nữa nha mọi người, chứ đừng có để hở nó ướt chèm nhẹp, chay chết, dơ bẩn nha mọi người. Phải con gái là phải kỹ nha mọi người, đừng có để bơ búi bì hầy nha mọi người. Tiếp nè, Ngân sẽ hở apply cái em hở whitening cream này lên trên da. Real nè, tone up da nè. Bạn nào bị thâm lắc á thì các bạn hả có thể có thể sử dụng cái em này để nó nâng tông, mà không chỉ lắc đâu, mình những cái vùng khác nó bị thâm á. Nói ra thì nó kỳ đó, thì các bạn có thể sử dụng luôn cái em này luôn. Đây. Đấy. Đó, xoa ra. Trời, sao thơm dữ vậy ta? Thơm quá. Tự xoa tự ngửi luôn nha mọi người. Mình ngửi được thì hả món anh cũng sẽ ngửi được nha, chứ không là hả anh thấy bạn dơ nách lên là anh bỏ chạy nha các bạn. À, trời ơi, láng miệng. Tiếp theo là cái em đào này. Trời ơi, mọi người kêu nó nhức nách dữ lắm. Mà Ngân cũng lo lắng, mà Ngân sợ Ngân sức nó lên cái xong nó giật kiểu nhức nách kiểu đó. Mình sợ, lo lắng, hiểu không? Nhưng mà thôi, mình để mình thử luôn cho mọi người. Ngân làm chuột bạch cho mọi người cho. Ok, để có gì hả Ngân giật tê. Nhưng mà có một điều Ngân nói với bạn là nó thơm lắm, mà Ngân đọc comment á, Ngân thấy mấy bạn cũng kêu là hả cái em đào này nó thơm lắm. Đó, bạn nào mà có nách mà bị xỉn màu á thì các bạn có thể vừa nâng tông mà cũng vừa làm cho nó thơm. Ok. Đó, chậm nó lên. Ôi chú cha, đẹp thế. Ôi láng miệt đó, mọi người thấy nè. Trời ơi, láng chưa? Hết lỗ chân lông luôn nè. Ý! Mà em này rồi nha. Thích quá. Ghê quá, sợ quá mọi người. Mọi người sợ Ngân không chứ Ngân cũng thấy sợ Ngân quá. Rồi, ok. Cũng nhức nách nha, lắm luôn á. Đẹp nha mọi người, thơm tho, trắng trẻ sạch sẽ nha. Ok, mọi người coi review rồi. Bạn nào muốn trải nghiệm cứ trải nghiệm nha. Rồi để ở lần sau sẽ đập hộp và test thử cho các bạn cái khác.